Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được mời quý vị và các bạn quay trở lại với series Biệt Đội Báo Thầy của tác giả Phong Tường trong câu chuyện mới, câu chuyện Thầy Vẩu Trấn Ma Gương. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sáng sớm tại một ngôi đàng cực kỳ bình yên trong ngoặc kép, không đâu khác chính là làng Phòm, nơi mà thầy Vẩu đẹp trai và tài năng sinh sống. Hôm nay khác với thường lệ, lão Vẩu dậy từ sớm lắm, mặc dù chẳng có ai gọi dậy cả. Hóa ra là vì lát nữa sẽ được lên ủy ban để nhận bằng khen. Nhắc lại một chút ở tập trước, lão và Thăng Hà hai thằng ôn con đập được công lớn, mang tiếng thơm về cho ngôi đàng nhỏ bé. Chính là bắt được ba tên cướp tiệm vàng ở trên thành phố dạo nọ. Kể ra thì cái sự đó cũng chỉ có chó ngáp phải ruồi mà thôi. Đêm ấy lão và hai thằng đệ tử mém chút nữa thì lộ ra việc mình lẻn vào nhà lão hèn để ăn trộm hoa quả. Chuyện ấy mà lộ ra nước chỉ có nước đào hố mà chui xuống về cái tội già đầu còn thích đi ăn trộm vặt. Riêng lão hèn sau cái đêm được giúp đỡ thì lũ trộm cướp nó khoáng hết đồ đạc trong nhà thì vẫn còn nhiều thắc mắc lắm. Và thắc mắc lớn nhất chính là việc cái cây thanh long trồng sau vườn sai chữ quả. Định hôm nay sẽ cắt đem ra chợ bán, thế mà tới nơi chẳng còn thấy quả nào. Lão đứng suy tư một chỗ rồi hỏi: "Ủa lạ nhỉ, thanh long mới chín mình còn chưa kịp ăn, thế mà giờ còn mỗi cuống là sao hả?" Vừa đứng vừa tự hỏi mất đến cả tiếng đồng hồ, lão hèn đột nhiên nhớ về cái đám trộm mà lão vào tóm được. Tổ cha nó chứ, vô trộm đồ đến mấy quả thanh long cũng không tha, đúng là cái đám mất dạy. Biết thế mà hôi bắt được, ta tẩn cho chúng mày một trận, dòng cái thứ trộm cắp. Ngay sau tiếng chửi, ba kẻ nào đó không cần phải nói ai cũng biết lập tức cắt gì. Riêng thằng Bột thì có phần hơi thảm. Khi đó Bột đang xoa bụng con Miên vì nó sắp tới ngày đẻ. Miệng ngọt ngào nó nói: "Trời đất ơi, cuối cùng cũng sắp đến ngày đẻ rồi. Anh đã anh chờ cái ngày này lâu lắm. Anh hứa là sẽ yêu thương hai mẹ con hết lòng. Anh mà nói dối anh à, nhảy mũi ngay." Con Miên bụng mang dạ chửa, ngày hạ sinh cũng đã tới, cơ thể của nó có phần tỏ ra mệt mỏi. Nghe thằng Bột mùi mẫn cũng đủ để cho nó mùi lầm. Và thế là hai vợ chồng nhắm mắt định hôn một cái. Bột từ từ cúi xuống định hôn vợ một cái. Thế nhưng cũng lúc nó buồn hắt xì, cố gắng kiềm chế lắm vì sợ mất hứng. Thế nhưng chẳng thể cố thêm. Kết quả là nó nhăn mặt hắt lên một tiếng rõ to, bao nhiêu nước miếng bay thẳng về phía trước. Hắt xì xong nó liền cảm thán: "Khiếp thôi chứ, hắt xì một cái đã quá đi mất, thế mới là cuộc sống chứ." Thằng ôn con rụi rụi sống mũi rồi từ từ mở mắt. Cũng là lúc hai ánh mắt chạm nhau, bỗng thấy con Miên mặt dính đầy nước dãi, ánh mắt trừng trừng nhìn thẳng vào. Giọng của nó trở nên ấp úng: Anh xin lỗi." Còn chưa kịp thanh minh, Bột lãnh ngay cú vả để yêu thương vào mặt lật cả hàm. Kèm với đó là giọng chửi vô cùng quen thuộc: "Mẹ cái thằng mất dạy, mày vừa thề thốt cái gì? Mày thề là mày nói dối mày sẽ nhảy mũi, thì hóa ra là mày lừa tao có phải không hả cái thằng khốn nạn?" Bột vừa bỏ chạy tán loạn miệng vừa hét lớn: "Ô, vợ tha cho anh có biết gì đâu. Anh thương vợ và con là thật lòng. Tổ cha cái đứa nào nó nhắc tới, chết tôi rồi trời ơi." Quay trở lại thời điểm hiện tại, lão Vẩu đi dạo luẩn quẩn trong sân vì mới sáng sớm cũng chẳng biết làm gì. Và trong ngủ thì mắt cứ mở tần ngần chẳng tài nào ngủ tiếp. Thôi thì cứ đi đại lại trong sân để giết thời gian. Đang mải mê suy nghĩ về chuyện lát nữa thì có giọng ai đó vọng lại: Nhà con chào thầy. Trời đất ơi, thầy tuổi cao mà dậy sớm thật đó. Chả bù cho nhà con bữa được bữa cái. Mãi hôm nay mới dậy sớm đi tập thể dục được. Con nể thầy thật đó." Lão nghe tiếng chào hỏi liền quay đầu thì tí nữa phọt cả cơm, vì nhận ra ngoài cổng chính là lão Đù, trên người còn quấn thêm cây khăn trải bàn đợt trước mua được của lão. Chẳng ai ngờ được rằng cái lão ấy mê cái khăn trải bàn đến vậy, mê đến mức đi đâu cũng choàng theo để khoe. Lão Vẩu bấy giờ vội gạt đi cái vẻ mặt phát tởm của mình, miệng cười rồi nói: "Cảm ơn nhà bác Đù, tôi dậy đi dạo cho nó khỏe,
Tuổi cao rồi như thế nó mới khỏe được. Đứng ở bên ngoài, lão Đủ kéo nhẹ cái khăn trải bà lên cho đỡ lạnh rồi nói như rất vui. Nhạc mày nhớ, cái áo của thầy bán cho con đợt trước xịn thật, mặc mãi nó không có chán. Đây này, trời sáng sớm xe lạnh chỉ cần mặc nó vào là ấm ngay. Áo tốt thật thầy à? Lão Vẩu cười rồi đáp. Ừ, áo mua trên thành phố thì nó phải thế chứ, khác xa quần áo ở đây. Lão Đủ liếc ngang liếc dọc bước tới bám tay vào cây cầm, rồi giảm nhỏ giọng thật nhỏ rồi bảo. Mà nà thầy còn cái nào nữa không? Bán cho con với, con đem về cho vợ với hai thằng con nó mặc. Hai người đó nghe em nói thì cũng thích lắm, nhưng mà ngặt nỗi là không có điều kiện đến thành phố, đâm ra là không mua được. Thầy còn cái nào không thầy? Lão Vẩu còn đang rất gượng ấp úng. À không, còn mỗi cái đó thôi. Để đợt nào có dịp đến thành phố tôi mua dùm cho, cứ an tâm nhé. Nhìn sắc mặt của thầy, lão Vẩu nghi đang nói dối cho nên nài nỉ. Đi mà thầy, thầy còn cứ bán cho nhà con, giá nào con cũng mua. Cái áo nó tốt quá, kiểu dáng phong cách thì chẳng giống bình thường, mặc vào người cứ như là người phố đó thầy. Tôi đã bảo là không còn. Có thì tôi nói chứ cái việc gì phải giấu, chứ nhà bác không tin tôi hả? Dạ, nhà con không dám thưa thầy. Ý con là nếu thầy còn thì bán lại, con mua giá gốc cũng được. Lão Vẩu tiếp tục lắc đầu, miệng khẳng định là mình không còn cái áo nào cả. Tuy nhiên thì không để ý được là lão Đủ đang nhìn đăm đăm về sau lưng, miệng há lớn đánh mắt đầy long lanh như đang mừng rỡ. Ngay lúc lão Đủ tin vào lời của thầy thì bà còn từ đằng sau giếng bước ra, xách theo cái thau đồ vừa giặt xong. Trong đó còn có cả cái khăn trải bàn mới mua, khi cây cũ không cánh mà bay chẳng hiểu chuyện gì. Sợ là hôm qua vợ chồng của thằng Sột sang chơi, thằng Lẹo vô tình hất đổ chén thức ăn, nên hôm nay bà còn phải giặt lại cái khăn ấy. Bà lấy nó ra khỏi thau rồi vắt ngang sợi dây thừng. Lão Vẩu bên này bèn bảo. Được rồi bác cứ về đi, chừng nào tôi có việc đi thành phố tôi đánh tiếng trước, bác muốn mua bao cái cũng được. Dứt lời quay lại nhìn lão Đủ, lão Vẩu nhận ra sự lạ và bất giác chột dạ. Lão Đủ lúc này chỉ tay vừa hướng chỗ bà còn. Đấy, thầy còn mà cứ bảo là không. Thầy giấu nhà con như vậy mà coi được cả. Thôi, thầy bán nốt cho con đi, con sẵn đem tiền đây. Không để cho thầy kịp phản ứng, lão Đủ đẩy cổng lao vào bên trong. Lão Vẩu lúc bấy giờ nhìn theo cứng cả họng. Này, làm gì thế? Trong sân nhà bà còn đang phơi đồ thì cũng được một phen giật mình vì lão hàng xóm chạy sập tới. Đứng bên cái khăn bàn vẫn còn ướt rồi tấm tắc khen. Trời đất ơi, sao nó lại đẹp thế này? Bảo sao mà thầy lại giấu? Cái này có khi phần đẹp hơn cái con đang mặc đấy, thầy bán cho con nha. Lão vừa nói vừa đưa mắt nhìn thầy. Lão Vẩu đứng chết chân u ớ. Còn ở bên này bà còn lại được một phen kinh ngạc. Đó chẳng phải là cái khăn trải bàn cũ của nhà bà? Ồ bác Đủ, sao bác lại mặc? Lão Vẩu vừa kịp lúc lao đến bịt miệng của vợ, nhìn lão Đủ rồi vội đáp. À không, không có gì. Bác ấy thích cứ lấy đi, tôi tặng bác, không cần phải tiền bạc đâu. Cái áo không bao nhiêu hết hả? Lão Đủ nghe vậy thì giật mình mừng rỡ. Ơ thật à thầy? Thì còn cảm ơn thầy nhá, còn nhất định sẽ giữ nó thật kỹ. Lão Vẩu ậm mờ giữ chặt miệng của bà còn, khiến cho bà chẳng thể làm gì ngoài đứng đơ nhìn lão Đủ. Miệng của lão cảm ơn rối rít. Trời đất ơi, con cảm ơn thầy nhiều lắm. Cái áo đẹp thật đó, cái này con sẽ đem về tặng vợ. Lão Đủ rời đi mất tăm thì lão Vẩu mới bỏ tay ra khỏi miệng của vợ. Bà còn lúc này hoang mang lắm. Ô hai cái ông này, ông làm cái trò gì thế? Sao lại để không để cho tôi nói? Lão Vẩu thở dốc miệng cười rồi đáp. À không không, không có gì đâu bà đừng bận tâm. Cái chuyện đàn ông ấy mà. Đàn ông đàn ăn cái gì ở đây? Ông nói vớ vẩn cái gì thế? Cái chuyện đàn ông mà lại để cho bác cái lấy cái khăn trải bàn nhà mình, ông bị dở hơi à? Thì cái chuyện này nó khó nói lắm. Bà để ý làm cái gì? Bác Đủ bác ấy thích cái khăn nhà mình thì cứ cho. Tôi cho tiền bà mua cái khác. Dân làng họ quý mình cũng gửi cho mình nhiều quà. Chẳng lẽ có cái khăn bàn mà bà cũng kỳ bo? Bị nói như trách bà còn có phần xuôi theo. Đúng thật là danh tiếng của lão Vẩu, nên dân làng phòng quanh năm thường đem quà biếu vợ chồng của bà. Bây giờ mà tiếc cái khăn thì có phần ích kỷ quá. Ờ, thế thì ông nói đúng, tôi cũng chẳng tiếc gì cả. Thế nhưng mà sao lúc nãy bác Đủ bác ấy lại trùm cái khăn trải bàn lên người, nhìn như cái thằng dở người thế hả?
Thì hôm trước bác ấy xin, tôi cũng đồng ý. Bác ấy bảo là nó đẹp. Thôi, bà mua cái khác đi. Một cái nào xấu xấu thôi, không lại bị xin đó. Bà còn gật đầu rồi tiếp tục phơi đồ. Mấy lần nghĩ tới cảnh ông đủ quấn cái khăn trên người mà muốn phọt cả nước miếng. Từ hôm ấy, sau khi được lên nhận bằng khen trở về, hai ông bà ăn cơm thì có người qua tìm. Không chỉ một mà tới hai. Đó là lão đủ và bà bé. Hai vợ chồng ấy chẳng hiểu việc đích gì mà lại mò sang đây. Mỗi người quấn trên mình một cái khăn trải bàn, nhìn sặc sỡ khác người lắm. Lão vào ngạc nhiên. Thế hai người qua đây làm gì? Dạ, nhà con sang đây để cảm ơn thầy vì chuyện cái áo thầy tặng. Nó đẹp quá, thế mà thầy lại chẳng lấy đồng nào. Nhà con đồ ơn thầy lắm. Hai người chẳng cần mời vào thì họ cũng vào trong ngồi. Bà còn vừa thấy hai vợ chồng ấy thì không nhịn được cười mà phọt hết cả cơm. Bà chẳng hiểu thế quái nào mà hai người này ăn mặc như vừa trong trại ra vậy. Người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm. Nói chuyện một hồi thì mới hiểu ra vấn đề. Bà còn đánh ánh mắt nhìn lão. Lão vẩu quay sang cười khổ thì thầm vào tai. Bà im lặng đi, lộ ra chẳng gặt một mũi nào đâu. Tôi bất đắc dĩ lắm mới làm thế, bà ráng giùm tôi chút. Bà còn cắn răng cười rồi vội khen lấy khen để. Không có gì đâu, hai bác đẹp lắm đấy nha. Chắc đẹp nhất cái làng này đó. Trời đất ơi, người đẹp mặc và nó còn đẹp lắm đó. Nói chuyện thêm một hồi thì hai vợ chồng lão đủ xin phép ra về. Mặt rất là tự hào, rồi chẳng khác nào là từ trại thương điên ra. Xong cũng kể từ hôm ấy, cả hai thay nhau quấn khăn trải bàn đi khắp làng để khoe, khiến ai cũng trầm trồ. Sau ấy cuộc sống ở làng quê còn bình yên lắm. Chẳng có mấy nhà gọi là sướng cả, có chăng cũng chỉ là đủ ăn đủ mặc mà thôi. Cái lối sống chỉ biết quanh quẩn trong làng cũng dần được thay đổi theo thời gian. Và một trong những người đi tiên phong trong chuyện ấy đó là lão Bưởi. Chẳng biết lão nghe ai mà bán đi một phần đất do bà tổ tiên để lại, rồi lấy vốn của một người bạn đi học buôn bán. Từ một thời gian thì ít nhiều gia đình cũng có cái gọi là đồng ra đồng vào. Thế việc này có thể hái ra tiền, lão Bưởi càng muốn vung nhiều hơn. Mà kể ra thì việc làm ăn muốn có lời thì phải đầu tư, cộng thêm người chỉ bảo cho lão cũng thuộc dạng tốt tính. Chính vì vậy người này nói gì lão Bưởi cũng nghe. Một hôm hai người đang ngồi ăn mừng sau một chuyến hàng thuận lợi, người kia bảo: "Thầy nhà anh chị phất lên như vậy đó, em cũng mừng. Cứ cố gắng lấy vài năm nữa là có của ăn của để." Lão Bưởi cười tươi đáp: "Cái chuyện này phải cảm ơn cậu nhiều lắm. Nhà cậu thì tôi mới biết đến cái nghề này. Nào, nâng ly đi." Cả hai cũng ly rồi uống cạn. Đoạn người kia bảo: "Mà này, em thấy người đi buôn đi bán như bọn mình á, người ta coi trọng cái chuyện phong thủy dữ lắm. Phong thủy trong nhà tốt thì tiền tài nó mới tràn về. Anh chị hiểu ý không?" "Anh cũng có nghe qua, nhưng mà có biết nó như thế nào đâu. Ý cậu bây giờ là mời thầy về coi phong thủy hả?" Người kia gật đầu. Lão Bưởi lại tiếp: "Thế thì để anh mời thầy vào đi. Thầy biết nhiều thứ lắm, chẳng mấy cái phong thủy này cũng biết cả." Kẻ ngồi bên cạnh lắc đầu: "Không, thầy vào thấy cao tay thật. Nhưng mà theo em biết thì thầy chỉ quản việc ma quỷ cúng bái. Còn ba cái việc phong thủy này á, có bao giờ thầy động tới." "Thế thì bây giờ phải làm sao?" "Cái này anh không cần lo đâu. Em kiếm được tiền trong cái nghề này cũng nhờ cả vào phong thủy. Nói thật với anh là từ khi em mua được cái gương phong thủy về để ở nhà thì cái việc làm ăn thuận lợi lắm. Nếu nhà anh cũng muốn thì em giới thiệu cho." Lão Bưởi đang trên đà kiếm được tiền nghe nói vậy thì đồng ý ngay. "Thật à? Thế người đó là ai? Anh mời về đây liền." Người kia liền lắc đầu: "Không cần mời thầy. Mình chỉ cần tới đó bỏ tiền ra mua cây gương đem về để trong nhà, tự khắc là phong thủy sẽ tốt, không cần phải làm gì cả." "Thế mua ở đâu?" "Không có xa xôi gì đâu, ngay trên phố huyện đó. Thích tiền thì bây giờ mình đi luôn cũng được." Cả hai lập tức dừng uống rượu và đèo nhau trên con xe đạp lên phố huyện. Đã bởi ban đầu tưởng cái gương phong thủy chỉ nhỏ như cái gương bình thường, thế nhưng không. Khi nhìn thấy nó, lão phải chố mắt ngạc nhiên vì nó lớn lắm, to bằng cả cái cửa nhà. Sau khi thuyết phục, lão Bưởi quyết định xuống tiền rồi thuê người chở chiếc gương về nhà. Trước khi đi, người bán gương còn dặn: "Nhớ là không được soi gương quá một thời gian một nén nhang, hiểu không? Còn đặt nó ở đâu cũng được, nơi gia chủ thường hay có mặt là tốt nhất." Lão Bưởi vâng dạ trở về. Chỉ trong chiều hôm ấy, chiếc gương đã được mang về tận nhà.
đã luôn trong phòng ngủ của cả hai vợ chồng, vì lão cho rằng đây là nơi ông thường có mặt nhất. Quả đúng như lời của người kia nói, sau khi đưa chiếc gương về nhà thì việc làm ăn của lão đã trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Quay trở lại với thằng Bột, thời gian thấm thoát thoi đưa, này đã đến ngày vợ của nó chuẩn bị hạ sinh đứa con đầu lòng, nó hồi hộp lắm. Bột chờ đợi đến mức con Miên bấy giờ nói gì nó cũng nghe. Miên thì khát nước bảo: Bột ơi, lấy cho em cốc nước. À, vợ khát nước à, đánh lấy cho. Bột lấy cái ca nhựa rót đầy rồi lao vào trong phòng miệng liến thoáng: Vợ khát nước hay gì cứ bảo anh. Trời đất đây, phụ nữ sắp sinh người ta bảo là hồi hộp dữ lắm. Vợ cũng hồi hộp lắm mà, thì uống nước đi cho đỡ hồi hộp. Thằng Ôn con tay cầm cái nước mà run rẩy, mặt toát cả mồ hôi khiến nước bên trong như muốn tràn cả ra ngoài. Còn Miền uống được một ngụm thì hết khát đưa lại cho chồng. Thằng Bột vội vàng đưa lên miệng mà uống cho bằng sạch. Uống xong cả nước, thằng mất dậy vẫn chưa hết run, nó nói như là thúc: Trời đất ơi, vợ hồi hộp lắm mà, uống cạn cả can nước thế này cơ mà. Vợ cần gì cứ nói anh lấy cho. Anh đi thịt con gà nhá, với lại một con cá chép cho em ăn. Bột đi ra ngoài, con Miên bấy giờ mặt lẩm bẩm: Chồng với chả con, nhìn có chán không à. Tao đẻ chứ bộ mày đẻ ra mà mày quýnh hết cả lên. Làng vòm trước nay việc sinh nở chưa là chuyện vui, và người đỡ đẻ nổi tiếng nhất đó là bà Còn. Chính vì thế mà thằng Bột cũng đánh tiếng nhờ bà đỡ cho Miên. Trước đây thì ai nhờ bà Còn cũng rất sẵn lòng giúp đỡ. Thế nhưng bây giờ tuổi đã cao, bà Còn sợ mình đỡ không tốt, cộng thêm việc ở đây vừa có bệnh xá, có các bác sĩ được cử về làm việc, chuyện sinh đẻ tới đó sẽ tốt hơn. Bột nghe mọi người khuyên thì đồng ý khi nào vợ đẻ sẽ đưa lên bệnh xá. Hôm nay dự là con Miên sẽ chuyển dạ, cho nên Bột cực kỳ là chuẩn bị đầy đủ. Nào là quần áo cho vợ cho con, cho tới những thứ lặt vặt mà khi đi đẻ ai cũng biết nó là gì. Chuẩn bị xong xuôi, chợi mãi mà chẳng thấy con Miên có biểu hiện gì. Bột gãi đầu bảo: Ủa chứ sao giờ mà vẫn chưa có gì nhỉ? Liệu có vấn đề gì không vợ? Miên liền đáp: Chắc cũng sắp rồi, dự chắc chắn hôm nay là sẽ đẻ. Bột lại vội vàng nói: Hay là mình cứ đi lên đó đi, chờ đẻ luôn đi, tranh lo lắm. Thôi, chờ thêm một chút, đi lên đó mãi chưa đẻ, không có cái chỗ nào thoải mái, mà nằm mà chờ thì khổ. Em mỏi lắm, cứ đợi thêm một chút ở nhà chờ cho nó thoải mái. Bốn nghe Miên nói như vậy cũng gật đầu, xong đợi mãi cũng không thấy gì, nó lại thắc mắc: Ủa chứ à, sao tới giờ này mà không có gì nhỉ? Có khi nào cái thai trong bụng của em nó không phải là người mà làm mỡ không hả? Còn Miên tát cho nó một cái: Tiệt sư, mày nói cái gì ngu thế? Con mày chứ mỡ cái gì mà mỡ. Thôi anh xin lỗi, anh lo lắng quá cho nên anh nói lung tung. Nghĩ gì đó xong, thằng này lại bảo: Ủa, hay là con mình nó chưa muốn ra, nó muốn ở trong đó chơi thêm ít hôm. Chắc tại anh hứa cho nó kẹo mà chưa có mua cho nên nó giận đó. Dứt lời thì thằng ngu áp tay vào bụng của vợ rồi bảo: Con à, để bố đi mua kẹo nhá. Con ngoan ra đây gặp bố nào, con đã mãi trong đó làm cái gì, ra đây để bố còn ôm ngủ chứ. Thằng Bột chạy ra khỏi nhà đi mua kẹo, và đúng thật thằng Ôn mua cả bịch kẹo về, khiến cho Miên chỉ biết lắc đầu. Tuy nhiên giờ chừng thì Miên cảm thấy có sự thay đổi, nó đang chuyển dạ thì bảo: Anh ơi, em sắp sinh rồi đấy. Bột mừng rỡ: Thật hả? Trời đất ơi, cuối cùng cũng đẻ rồi, đánh ra lấy xe đem đi nhá. Miên gật đầu, thằng Bột lao ra ngoài lấy chiếc xe máy mới gom tiền mua được chuẩn bị đưa vợ đi. Bột dừng xe ở sân trước rồi lại vào trong bê đồ, cuối cùng mới dẫn con Miên ra ngoài. Và đứng đây đánh bỏ đồ lên xe cái đã nhá. Miên cảm thấy bụng của mình đang bắt đầu đau lên, chỉ biết đứng gần đầu đứng đợi. Thằng Bột hoảng sợ lắm, nó cứ chất thiết đồ lên xe, mất khoảng 5 phút thì mới ổn định. Chất đồ xong, thằng Ôn con chẳng định làm gì nữa mà nổ máy ga phóng đi ra khỏi nhà, một mạch hướng về trạm xá. Vừa lái xe nó vừa an ủi vợ: Vợ cố lên nhá, anh đi về một cái là tới, cố lên. Chiếc xe cứ như vậy lao đi, Bột chẳng bận tâm gì nữa. Ở một diễn biến khác, vẫn trong sân nhà của Bột, con Miên vừa rồi thích chồng đặt hết đồ đạc lên xe, còn chưa kịp ú ớ thì thằng Ôn con kia đã dựng thằng xe dậy nổ máy rồi hỏi: Vợ ngồi chắc chưa? Miên mở miệng chưa kịp nói thì thằng mất dậy đã phóng đi.
khiến cho nó đứng thững cả người mà gãi đầu, muốn đuổi theo chẳng được, miệng gầm lớn: "Mẹ tổ sư, cái thằng chồng khốn nạn, ta đã lên xe đâu?" Mặc cho vợ la hét, thằng Bồn vẫn cứ như vậy phóng xe đi. Hồi hộp cộng thêm tiếng của chiếc xe cà tàng cứ ầm ầm, nó chẳng nghe được gì. Ở trạm xá một lúc sau, mấy cô y tá làm việc trong trạm xá đang làm gì đó nghe có tiếng xe chạy vào. Một cô y tá bước ra hỏi: "Ủa, anh Bột làm gì mà còn tới đây?" "Thì tôi đưa vợ đi đẻ chứ còn làm gì, thấy rồi còn hỏi." "Ủa thì em thấy anh đi một mình mà, chị nhà đâu à?" Bột vẫn chưa biết chuyện gì, tay còn đang bận đưa đống đồ xuống chỉ đáp: "Thì đây chứ đâu, không nhìn thấy mà còn hỏi." Cô y tá gãi đầu đoạn từ từ nói: "Ủa anh tới đây có mình mà, làm gì có ai?" Bột nghe vậy thì ngẩng lên đứng dậy. Nó đi vòng chung quanh người của mình mà chẳng thấy con Miên đâu. Đến lúc này nó mới phát hoảng: "Trời đất ơi, vợ em đâu rồi? Trời đất ơi, có khi nào lọt mẹ nó xuống đường rồi không?" Thằng Ôn con vội lao lên xe và phóng ngược lại. Chạy đủ một vòng trở về nhà thì đám người đang vội vàng đưa Miên ra khỏi nhà vì nó đang đau lắm. Bột hoảng hốt: "Trời đất ơi, vợ em đâu hả? Cho anh xin lỗi. Lúc này anh quên, vợ đau quá thì bảo con nó chui lại trong đi, từ từ hãy ra. Khỏi ra luôn cũng được. À quên, vài hôm nữa hay ra." Còn biển điền lắm nhưng đau làm cho nó chẳng muốn bận tâm thêm. Sau đó cả đám mới tới bệnh xá, mau chóng đưa vào trong phòng đẻ. Cả đám thở phào sụt liền bảo: "Ủa chứ hôm nay vợ mày đẻ, mày bỏ đi đâu đấy? Còn biển nó đau nó hét ẩm cả lên, may mà tao với mấy người qua kịp." Bột cười khổ kể lại chuyện vừa rồi khiến đám của sụt cười phá lên: "Tiệt sư cái thằng quỷ, chở vợ đi đẻ mà lại quên cả vợ ở nhà, nghe chán không chứ hả?" Bột nhăn mặt và cho nó một cái rồi chửi: "Mày có câm mẹ mồm đi không? Nói cái gì mà nói to thế? Cái chuyến này tao có nước phải trốn nhà mấy hôm đó mày." "Sao lại phải trốn?" "Thì đấy, cái lúc nãy vợ tao đang đau mà nó nhìn như muốn ăn thịt đó. Cái quả này nó khỏe lại chỉ có như đòn thôi. Hay là mày cho tao sang nhà mày vài hôm nhá." "Ô hay, mày lại định vớ vẩn cái gì đấy? Nhà ai người nấy ở chứ. Tao và vợ con tao cần có sự riêng tư. Mày qua đó bảo tao còn làm ăn cái gì?" Bột tặc lưỡi cúi đầu run lên từng nhịp. Thôi thì tranh thủ lúc vợ mới sinh phải lấy lòng Miên cho nguôi cái chuyện tối nay. Vài giờ đồng hồ sau, cuối cùng Miên hạ sinh đứa con trai đầu lòng. Tiếng trẻ con khóc vang lên khiến cho mọi người mừng rỡ. Người nhà cũng có thể vào. Bột lập tức lấy trong làn ra một chai gì đó và bịch đồ ăn. Nó lao vào trong chẳng thèm bế con trước mà chạy thang chỗ của vợ để lấy lòng: "Vợ à, em mệt không? Vợ vất vả rồi. Anh thương lắm, anh cảm ơn em nhiều lắm." Nói thật thì Miên cũng giận cái vụ Bột bỏ quên mình lắm. Thế nhưng nghe mấy lời này cũng dáng mở miệng cười thật hạnh phúc. Tuy nhiên cái thằng mất dạy lại đặt cái chai cầm theo bên giường, rút trong túi ra một cái ly mà luôn cái bịch đồ ăn rồi bảo: "Đàn ông bọn anh đi làm cả ngày, người toát cả mồ hôi. Hôm nào kiệt sức cũng chỉ cần nhấp chén rượu, đá miếng thịt cả là khỏe ngay. Hôm nay vợ vất vả sinh con cho anh chuẩn bị cả rồi. Rượu trắng này anh mua ngoài chợ, hàng chất lượng một đấy. Gà thì anh bắt ở bên nhà mẹ về luộc chấm muối tiêu, đánh đút nhá." Cả đám chung quanh đỡ cả người, Bột vẫn tiếp tục rót rượu rồi định đưa cho vợ. Còn Miên thì đã quá tức dồn hết vào, đùng đôi chân của mình lên đạp cho nó một cái. Bột trợn mắt thả ly rượu xuống rồi gục sụi lơ, chẳng còn biết gì nữa. Cùng tới hôm ấy tại nhà của lão Bưởi, hôm nay lão đi buôn ở trên phố huyện không về mà ngủ qua đêm trên đó. Chỉ còn vợ của lão và mấy đứa con ở nhà. Ăn uống xong bà Bưởi trở về phòng và lại nhìn thấy cái gương cực lớn trong phòng ngủ của mình thì ngẩn người. Cái hôm lão đem cái thứ này về bà cũng ngạc nhiên lắm, ai đời lại mua cái gương to chà bá đặt ở đó. Mà lão ấy có bao giờ soi gương đâu, hỏi thì lão lại bảo: "Tôi không soi mà mua cho bà soi, có thế mà ông hỏi. Mua cái gương lớn ở nhà tha hồ mà soi nhá." Bà Bưởi ngày còn trẻ cũng thuộc hàng nhan sắc mỹ miều, lại được thêm cái tính ngượng ngựa. Nghe vậy thì mặt đỏ cả lên rồi xuôi theo: "Thì hóa ra là ông mua cho tôi hả? Biết tôi thích soi gương nên chuẩn bị thứ này phải không? Trời đất ơi, già rồi mà còn tâm lý ghê cơ." Lão Bưởi cười gượng rồi bảo: "Tôi mua cho bà đấy. Gương lớn soi nó mới thích. Bà thích tôi mua cho mấy cái nữa cũng được." Giờ đứng đây nghĩ lại, bà Bưởi không nhịn được cười mà tủm tỉm. Và thế là bà Bưởi quyết định đứng soi gương một mình. Đứng mỏi quá bà lại kéo cái ghế ra ngồi xuống,
không ngừng chải tóc vuốt ve ngay gò má mà mặt đỏ bừng. Trời đất ơi, sao mình ngần này tuổi còn xinh đẹp trẻ trung thế, nhìn cứ như gái 18 đó. Cái vẻ đẹp này chả tì vết gì cả. Ban đầu mọi chuyện cũng khá bình thường, nhưng dần dần trở nên mơ hồ và kỳ quặc. Thực ra có một chuyện mà lão Bưởi đã quên, đó chính lời căn dặn không được soi gương qua một nén nhang. Dù biết vợ mình từ xưa cực kỳ thích soi gương, nhưng cũng không đến mức ngồi lì suốt cả một thời gian dài như vậy. Bà Bưởi cứ ngồi đó vuốt tóc, rồi cột lên, hết cột thì lại xõa ra, xem cái kiểu nào là đẹp nhất. Mãi đến khi mà cậu con trai cất tiếng gọi: "Mẹ ơi, mẹ có trong phòng không? Có người qua tìm." "Ờ, chờ mẹ một chút nhé." Bà ta không biết một điều rằng cái hình ảnh phản chiếu trong gương bấy giờ vẫn giữ nguyên một tư thế chứ không quay lại. Mắt của người bên trong chân chân nhìn thẳng với sắc thái vô cùng lạnh lùng, và thoáng chốc nó biến thành một cái nụ cười kỳ dị. Bà Bưởi trả lời con xong quay đầu lại thì thoáng nhận ra cái sự không đúng. Bà cảm thấy rõ ràng vừa rồi mình nhìn thấy thứ gì đó kinh lắm. Nhưng chỉ trong chớp mắt, không kịp để ý, thì tất cả mọi thứ đã trở lại bình thường. Bà Bưởi cột tóc lại như thường, lấy vẻ mặt ban đầu và mở cửa đi ra ngoài xem ai. Trong căn phòng tối tăm của cả hai vợ chồng, chỉ có chút ánh sáng từ căn phòng chính hắt qua khe hở, nó chiếu về cái gương và để lộ hình ảnh còn đang phản chiếu. Trong gương vẫn là phần ván gỗ ở đằng xa, một số đồ đạc như cái giường ngủ và còn có cả chiếc ghế được đặt ngay phía trước. Tuy nhiên ở trên ghế in lên trong gương, dáng của bà Bưởi vẫn ngồi đó vuốt ve mái tóc. Miệng nhận ra hai bên như nở một nụ cười, thế nhưng khóe miệng ấy muốn toạc hẳn ra, trông vô cùng kinh dị. Bà Bưởi lên nhà ngồi nói chuyện với người qua tìm, còn đứa con trai làm gì sau bếp. Lúc đi ngang qua phòng của mẹ, cậu ta chợt dừng lại vì nghe trong phòng cung thanh lạ. Nghe một lúc không biết là gì, cậu ta hướng sự chú ý lên trên thì vẫn nghe giọng của mẹ đang nói chuyện. Cho nên chắc chắn bà Bưởi không ở trong này. Mà căn phòng của cả hai vợ chồng và mấy đứa con chẳng bao giờ vào đó làm gì. Vậy thì cái âm thanh sột soạt đó là gì mới được? Đứng im lặng lắng nghe một hồi, con trai bà Bưởi suy đoán đó là tiếng chải tóc. Vì vài lần thì mẹ con nó cũng làm ra âm thanh như vậy. Một chút cảm giác lạnh sống lưng, vừa sợ vừa tò mò, nó đưa tay đẩy cửa vì không bị khóa. Bên trong phòng tối, nhưng thứ nó chú ý đầu tiên đó là cái gương lớn. Nó bỗng nuốt nước bọt, cảm thấy vô cùng áp lực khi nhìn vào gương. Dù rất tối nhưng nó cảm giác mình vừa nhìn thấy cái bóng vọt đi và sau đó hoàn toàn biến mất. Chỉ có điều nó không thể khẳng định rằng mình có thực sự nhìn thấy hay không. Tiếp tục cùng với lão thầy trò vầu, con Miên sau khi khỏe lại thì có thể về nhà nghỉ ngơi. Bên trên tay mà cả nó và thằng Bột đều hạnh phúc lắm. Bột chắc chắn là người vui nhất, vì đây là thứ mà có lẽ cả cuộc đời nó mơ ước. Kể từ khi gặp Miên ngoài đường nhiều năm, nó đã luôn mơ mộng như vậy. Việc Miên đẻ lại trở thành cái cớ để đám sâu rượu tụ tập với nhau ăn mừng chiến tích của Bột, lão vào bảo: "Hôm nay là ngày thầy trò ta phải tránh hết mình đi nha, không sai là không có được về đâu." Đám đàn bà cũng thả cửa tham gia vào cuộc vui. Trên bàn nhậu hôm nay có món thịt lợn nướng cực kỳ thơm. Thịt này là do thằng Sột tự tay làm, nó đắc ý lắm. "Thầy và mọi người ăn thử coi, còn nướng từ sáng đến giờ thịt vàng ươm thế này cơ mà. Thầy có giòn không?" "Giòn chứ sao không thầy." Lão Vầu lập tức cầm đũa gắp miếng thịt cho vào mồm nhai. "À, thằng Sột thật là nướng thịt chất lượng đấy. Ra nó giòn tan thế này cơ mà, để ăn thêm miếng nữa coi nào." Lão vừa nhai vừa khen, gắp hết miếng này đến miếng khác. "Ôi chào ơi, ngon thật. Để tao thử thêm miếng nữa coi nha." Xếp thịt nướng mau chóng vơi đi, trong khi đám còn lại mới gắp được một hai miếng. Thằng Sột bấy giờ bực ra mặt: "Ok thầy, thế ăn từ từ thôi chứ, hết rồi lấy đâu ra mà ăn." "À chết, ta xin lỗi, tại nó ngon quá chả dừng được." Bột bấy giờ trách: "Thầy là có nhiều cái con chưa muốn nói đâu đấy nha." "Cái gì? Có cái gì mày nói tao nghe. Đấy, trước giờ cái gì thầy cũng đòi dành phần nhiều, già rồi mà chả nhường con nhường cháu gì cả." "Thế chứ tao có cái đếch gì đâu mà nhường. À chết quên, tao làm gì có con. À mà mày nói thế là sai, không nhường là thế nào tao nhường suốt đi thầy." Bột tặc lưỡi chẳng muốn nói nữa, là biết thằng này giận cho nên cười bảo: "Thôi trêu tí, ý mày là phải công bằng gì?" "Vâng,
Đâu thể nào cứ để thầy hưởng phần nhiều mãi thế được. Rồi, thì mình giao thế này nhá. Chúng mày muốn thì kể từ giờ trở đi. Cái này là tao được nhiều thì chúng mày sẽ được ít. Rồi cái tao được ít chúng mày được nhiều. Vậy chịu không? Bột và Sồn sau một hồi đắn đo bàn bạc thì gật đầu. Vâng, vậy cứ như vậy đi cho công bằng. Mà vừa rồi thì được phần nhiều rồi đó nha. Tiếp theo phải đến chúng con. Rồi, tất nhiên là phải vậy chứ. Cuộc ăn nhậu mừng con Miên mẹ tròn con Vương đến hồi kết thúc. Và tất nhiên cái đám đi rửa chén chính là lão Vẩu và ngay thằng đệ tử. Đồ dọn dàng ra bên ngoài, cả ba ngồi xuống để rửa. Đúng là sau cùng vui thì cái giá phải trả là không hề rẻ. Nên là cả một đống chén bát đũa, một người rửa chẳng thể nào xuôi. Tuy nhiên có ba người chắc cũng nhanh. Lão Vẩu ngồi xuống lấy cái nhùi rẻ rửa được đúng ba cái thì liền rửa tay đứng dậy đi thẳng vào trong nhà ung dung. Thằng Sột liền bảo: Ủa chứ chưa xong mà thầy đi đâu? Còn một đống thế này cơ mà sao thầy rửa được có ba cái? Ô hay, thế tao hỏi mày ba cái nó là ít hay nhiều? Thì ở đây là ba cái là ít, còn nhiều thế này cơ mà. Đấy, thế là đúng rồi đấy, tụi bay còn ý kiến gì? Sột không hiểu lại hỏi: Đúng đúng là cái gì hả thầy? Con chả hiểu. Ô hay, cái lúc này chúng mày bảo là cái việc tiếp theo chúng mày sẽ được phần nhiều. Tao rửa ba cái là phần ít. Thế là xong việc của ta được, cần chúng mày là phần nhiều, rửa tiếp đi. Có thế mà cũng không có hiểu. Nói xong lão chắp tay sau đít đông dung đi vào, chẳng bận tâm gì nữa. Hai thằng ngu còn lại há mồm, thằng Sột bây giờ tức tối. Tin sư cái lão này, già rồi mà toàn gài con gài cháu thôi. Già đúng không nên nết, đúng là gừng càng già càng cay. Hai thằng ngu cay cú lắm, quyết tâm phải trả thù cho bằng được. Ngày hôm sau con Miên cảm thấy đói mà trong nhà chưa có đồ ăn, nơi đưa cho Bột ít tiền rồi bảo: Anh chạy ra chợ mua cái gì ngon ngon hai vợ chồng ăn, em đói quá, phải ăn nhiều mới có sữa cho con. Bột cầm tiền phóng xe ra chợ, một lúc sau quay về với bì cháo vịt, nó không nghĩ ra món gì khác tốt hơn. Đổ tô cháo Bột bưng lên cho Miên: Em ăn đi, anh qua bên nhà mẹ lấy ít đồ mẹ dặn, anh đi lát anh về. Miên gật đầu, nó đói quá cho nên múc vội ăn. Đến khi ăn xong mới cầm lại số tiền thừa Bột đặt ở trên bàn. Xong con này thấy điều gì đó không đúng. Chờ Bột trở về, Miên bảo: Ủa Bột, lúc nãy em đưa cho anh bao nhiêu? Vợ đưa 5.000. Thành mua tô cháo mấy ngàn? Tô cháo bà hai bán 2.000 đó vợ. Thế 5 x 2 còn nhiêu? Bột ngạc nhiên: Ủa, sao tự nhiên vợ lại bảo anh làm phép chứ? Anh hồi xưa không được học nhiều, giờ hỏi thì cũng quên hết rồi, nói cái gì thực tế chắc anh biết. Miên cười đều hỏi: Thế lúc này anh đưa lại cho mấy ngàn tiền thôi? Anh đưa cho 2.000, thành tính cho em xem nào. Bột liền xuyệt tay nhẩm tính: Vợ đưa anh 5.000 này, mua tô cháo 2.000, tức còn 2.000. À đúng rồi con gì, thôi anh bận chút việc, anh đi gây đã nha. Bột đính bài chuẩn nhưng không kìm vì vợ đã chụp tay: À cái thằng mất dạy, mày lại học đâu ra cái trò phông bà thiên hả? Đưa 5.000 mua 2.000 mà lại bảo còn 2.000. Nói 1.000 nữa mua gì? À vợ tha cho anh, anh sai rồi, anh còn để trong túi quần đã làm gì đâu. Miên thọc tay vào trong túi quần rút ra 1.000 còn lại, vô tình còn thấy lấn cấn cho nên cố lôi ra hết. Thì ra con số không phải là 1.000 mà có những đến 4.000. À cái thằng này giỏi nhé, mày phông bạt với bà, mày dành tiền đúng rượu đúng không, mày chết với bà. Thôi vợ ơi anh sai rồi, đừng có đánh anh nữa. Mẹ ơi, mới sinh xong á tưởng lại hiền, anh à còn hóa con sư tử thế này chứ trời đất ơi. Mày nói cái gì, ai là sư tử hả? Sư tử cái nó còn khỏi vợ bà bằng bà nội đó, mày đã hiểu chưa? Và thế là dân làng phòng được một phen cười sặc khi thấy Bột một lần nữa bị vợ rượt cho chạy khắp làng. Thằng này chạy ngang qua nhà lão Vẩu, lão vừa làm gì cho nên không biết, chỉ thấy nó chạy tới thì nói lớn: Bột, đi đâu mà vội thế? Mày hẹn tao tối nay đi nhậu phải không? Tiền mày đưa tao để dưới gầm mà gỗ gần cổng đó, cứ lấy đi mua mồi đi. Bột dừng lại chắp tay, mặt nhăn nhó như đang ra hiệu cho lão im lặng. Ô thế mày sao thế Bột? Có miệng thì mày nói chứ, bị câm hả? Bột liền lắc đầu, lão Vẩu nghĩ gì đó rồi hỏi: À, ta nói gì mày không nghe thế hả? Ta bảo là tiền mày đưa tao hôm trước á, ta để ở dưới cái tấm ván gỗ đằng kia kìa. Có gì cần thì cứ lại đó lấy, chứ không mấy mụ biết ta lại chết đấy.
Bột buồn rùn cả chân tay khiến cho lão càng không hiểu. Xong lão mới để ý sau lưng Bột có dáng người đang lao tới, miệng chửi đấm. Hóa ra là mày còn giấu tiền ở đây. Hôm nay mày mà không kê khai đầy đủ chỉ có nước ốm đòn với bà. Lão Vẩu lúc này mới hiểu ra chuyện gì, liền cầm tay thằng đệ tử. Ôi thôi ôi, tao xin lỗi, tao không cố ý, cố lên. Cái con sư tử nó tới rồi, tao vào nhà trước thế nha. Ờ thầy ơi, thầy đây cứu con với, thầy đừng có đi. Mặc cho Bột níu kéo Lão Vẩu quay lưng đi một mạch vào trong, lão đóng chặt cửa đứng chấn ở đó miệng thở phì phào. Khiếp quá, tí nữa thì vạ lên, mình còn ở đó nên lộ cái chuyện giấu tiền ở sau bếp có mà chết. Nói xong lão liếc mắt nhìn chung quanh để đề phòng, may mà bà còn không có ở đây. Nói qua nhà lão Bưởi từ cái hôm mua được cái gương ở trên phố về theo lời giới thiệu thì công việc buôn bán của lão có phần phát triển hơn thật. Thậm chí là tiền kiếm về ngày càng nhiều, chẳng mấy chốc mà có thể vươn lên thành một gia đình khá giả. Việc mỗi ngày một nhiều cho nên là lão cũng chẳng mấy khi ở nhà, cứ đi mất thay cho đến mấy ngày mới trở về nhà. Ở nhà bà Bưởi thì ban ngày vẫn tỏ ra bình thường, cười cười nói rồi làm việc luôn chân luôn tay. Thưa hôm đó cũng vậy, thằng Cam con trai của hai ông bà gọi mẹ ra ăn cơm thì bắt đầu thấy sự lạ. Đứng ở cửa phòng nó gõ vài tiếng, mẹ ơi, mời mẹ ra ăn cơm. Không có ai trả lời, Cam tưởng mẹ của mình không có trong phòng đi lên trên nhà. Tuy nhiên cũng chỉ thấy cô em gái nó bảo, có thấy mẹ đâu không? Dạ không, em thấy mẹ vào phòng rồi mà. Ủa, anh mới ở đó không thấy mẹ? Cầm quay lưng về phía phòng của bố mẹ gọi thêm lần nữa. Mẹ ơi, ra ăn cơm kẻo đói, ăn luôn cho nóng mẹ ơi. Bà Bưởi vẫn im lặng không có trả lời. Cầm thấy lạ cho nên im lặng một chút xem trong phòng có động tĩnh gì không. Và nó nghe thêm một âm thanh lọt ra bên ngoài. Đó là tiếng sột soạt như có người chạy tóc. Thằng này hơi rùng mình đứng bất động không biết nên làm gì tiếp theo. Quá hoang mang nó mất tập trung nên hụt chân, vô tình để luôn cánh cửa không chốt. Thằng này lập tức thấy hình ảnh của mẹ nó đang ngồi trước gương đưa tay chải tóc, miệng liên tục lẩm bẩm: ôi sao mình đẹp quá, mình đẹp thế nhờ. Cam hoàng hồn vì sợ mẹ mắng, xong nó mới để ý bà Bưởi ngồi im chẳng hề bận tâm điều gì. Thấy cũng không có vấn đề gì, Cam bấy giờ lên tiếng: mẹ ơi, mẹ làm gì thế? Dặn cơm cho nóng để con dọn cả rồi. Bà Bưởi dừng việc chải tóc lại, không nói không rằng mà từ từ quay mặt lại. Tất nhiên gương mặt thằng Cam thấy vẫn chỉ là của mẹ của mình, thế nhưng mà giờ đây nó mang đầy sự kỳ lạ. Ánh mắt cực kỳ lạnh lùng trên gương mặt trắng bệch, đôi mắt ấy đen ngòm sâu hoắn. Nhìn thấy mặt của mẹ, thằng Cam buồn rùn chân tay, miệng của nó u ớ: mẹ ơi, mẹ sao vậy? Mẹ đừng dọa con. Con thấy mẹ đẹp không? Con có thấy mẹ đẹp không? Cam lại càng trở nên sợ hãi: mẹ ơi. Bà Bưởi đứng dậy khỏi ghế, giữ nguyên nét mặt rồi từ từ bước tới cửa. Cam thấy như vậy nhưng không biết con nên bỏ chạy không, cả người của nó nhũn ra. Cho đến khi bà ta đứng ngay trước mặt cầm tay của nó rồi bảo: mẹ của con có đẹp không? Nhìn thấy cái ánh mắt trừng trừng của mẹ, thằng Cam không nhịn được nữa mà đổ xuống ngất lịm. Mãi một lúc sau tỉnh dậy thì mình đang nằm ở đâu. Nó quay sang một bên thì bà Bưởi làm cho nó giật mình hết toáng cả lên. Bà Bưởi vội vàng trấn an: con ơi, con làm sao đi, đừng dọa mẹ, con sao thế? Con ma. Con nói gì? Ma gì? Con đừng dọa mẹ. Nghe giọng nói và vẻ mặt hết sức quen thuộc của mẹ, thằng Cam sau đó cũng bình tĩnh lại rồi từ từ kể những gì mình thấy. Bà Bưởi lắc đầu phủ nhận: không, mẹ không có làm mấy cái chuyện đó. Lâu nay mẹ mệt vào trong phòng ngủ một chút, đến khi mà nghe em con nó gọi thì mẹ tỉnh dậy, chứ mẹ có làm gì đâu. Cảm hoang mang lắm vì rõ ràng đã thấy bà Bưởi làm mấy hành động kỳ quặc như vậy. Nhưng mẹ của nó liên tục khẳng định mình không dọa con, cho nên Cảm cũng xuôi theo. Tuy nhiên nó bắt đầu mang trong mình một nỗi sợ vô hình, và nó đến từ cả cái gương để trong phòng. Thời gian cứ như vậy trôi qua khoảng một tháng kể từ ngày Miên sinh con. Hôm nay cái đám ấy nghỉ không đi làm một bữa để ở nhà tổ chức ăn mừng con của Bột tròn một tháng. Thời đó mấy cái chuyện làm tiệc đầy tháng cho con chẳng có như bây giờ, chỉ là cái cớ để mấy con sâu rượu tận dụng ngày nghỉ. Tuy nhiên buổi tiệc hôm nay còn có mặt của một nhân vật khác
đó chính là lão Bưởi. Chẳng là lão ấy lúc này có tật ngang qua nhà thầy Vẩu để biếu cho thầy chai rượu, tiện sau này còn có việc nhờ thầy. Khi đó có cả thằng Bột ở đó cho nên nó mời qua cho vui. Lão Bưởi bấy giờ định thầy ngọt như là mía lùi. Trời đất ơi, hôm nay lại được ngồi nhậu với thầy Vẩu đẹp trai và tài năng, đúng là chả mấy khi có dịp, quý hóa thật á. Cần kính thầy một ly. Hai cái ly đụng với nhau, cả hai uống cạn cả một tiếng. Thằng Bột bấy giờ bon mồm: nhà bác mà thích thì có dịp là tụi cháu lại qua rủ, tha hồ mà nhậu với thầy. Lão Bưởi gật gù, thằng Ôn con lại tiếp: thầy chúng con là uống tốt lắm đấy nha, không biết xem là gì đâu, không tin bác cứ thử đi. Lão Bưởi ngạc nhiên trầm trồ, còn đập phía lão Vẩu lão đớ cả ra, nhìn thằng Bột: cái con mẹ mày, mày nói cái gì thế? Tao uống được hồi nào à? Nổ thì cũng nổ vừa vừa thôi. Lão Bưởi nghe loáng thoáng thì liền hỏi: ủa thầy nói gì? Không, thằng Bột nó nói đúng quá đấy mà. Lão Quýnh quá lỡ lại lỡ xuôi mồm theo cái thằng mất dạy. Bột lập tức dùng chiêu thừa nước đục thả câu: bác thấy không, thầy con tự tin lắm đấy bác, cái khoản nhậu nhạt này á, mấy con sâu rượu lòng mình phải gọi bằng ông cố nội đó. Nghe Bột nói, lão Bưởi tỏ ra không tin, vì dù sao thầy Vẩu cũng đã lớn tuổi. Để chứng minh, thằng Ôn đó cầm cái ly của lão Vẩu rồi bảo: đấy, nói ra thì kỳ, nhưng mà hôm nay con bác ở đây nên thầy con ngại, phải uống bằng cái ly chút xíu thế này, chẳng đã gì cả. Chứ cứ bình thường à, thầy con là phải uống bằng cái này này. Vừa nói Bột vừa quay sang ra hiệu cho Chí Cốt. Sợ hiểu ý lập tức cho Bột cái can miệng to bằng cả cái chén lớn. Thằng Bột cầm lấy rồi bảo: đây này, thầy con bình thường uống rượu phải dùng cái ca này này, uống thế nó mới đã. Lão Bưởi vẫn chưa tin, thằng Bột lại tiếp: bác chưa hiểu ý cháu hả? Đây nhá, thầy Vẩu vẫn là uống cứ một ngày một ca này này, một hơi là hết á, uống rượu phải uống như nước lã vậy đó. Lão Vẩu ngồi nghe thằng mất dạy kháy đều mình thì há cả mồm, cố gắng mà lắc đầu chối: này, mày nói gì á, tao uống bằng cái ca này hồi nào? Ủa thầy, thầy không uống một cái ca đó thiệt hả sao? Lão Vẩu cười trừ: không. Bột lại cắt ngang: thầy con ngại đó bác, bác xem này. Thằng mất dạy dốc cái thầu rượu cho đầy ca rồi đưa cho lão Vẩu: bác coi đây này, thầy con đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới nha, uống một hơi cạn sạch. Tất nhiên là lão không cố ý làm theo lời của thằng này, tuy nhiên chưa kịp tránh thì đã bị cả hai thằng đệ tử thi nhau hành động. Và thằng túm cổ lão từ đằng sau lưng kéo ngược cho lão ngửa mặt lên, miệng vô thức há ra. Thằng còn lại thì lập tức rót rượu vào miệng, mồm liến thoáng: đấy, bác thấy không, thầy con uống rượu là không có ai bì được đâu, uống không chớp mắt thế này cơ mà. Thế là giờ bác đã tin chưa? Lão Bưởi vừa nhìn vừa gật gù, miệng suýt xoa: ta tin rồi, đâu là thầy Vẩu có khác, cái gì cũng giỏi nha. Lão Vẩu bị hai thằng Ôn Vân đè ngửa cổ cho nốc rượu thì không kịp phản kháng, miệng cứ kêu ằng ằng phải đến lúc cạn sành thì mới thản được ra. Họ hằn mấy tiếng, Bột liền bảo: thầy, thầy đã không? Khiếp, thầy uống rượu mà con tưởng là uống nước lã nữa, giỏi quá trời thôi. Làm ca nữa thầy nhỉ, để con rót nhá. Lão Vẩu bấy giờ mắt đã muốn trợn ngược cả lên, mặt đỏ bừng cố gắng lắm nhưng chẳng tài nào nói được vì bị men rượu ngấm vào trong người. Vô tình lão lại nấc lên một tiếng trở thành một âm thanh ờ. Thằng Ôn con nghĩ ngay lão đồng ý cho nên rót thêm một ca đầy rồi vạch mồm lão ra mà đổ. Mà đến khi bà còn cản thì mới thôi: thôi 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 thôi, chứ mày đừng có trêu lão nữa, lão sẽ ngoắc cần câu kìa. Lão Vẩu say quá mất khôn, miệng cứ ngà ngà chửi: ồ hay, say đâu mà say, Vẩu này biết say là cái gì, ôi vớ vẩn vẩn gì ấy. Để chứng minh là mình chưa say, lão lập tới phía bà còn chụp lấy má của bà: anh là anh chưa có hay đâu nhá, đừng có mà vớ vẩn nhá, đánh thơm vợ cái nào. Mình nghe lão nói vậy cả đám muốn nôn mửa, xong cái đám phải vội vàng kéo con chó tin kia ra, chứ không lão lại đè nó ra mà hôn nữa thì có mà mất mặt. Lão bị cả đám đôi ra thì chửi: ồ hay cái đứa nào đây, ông hôn vợ ông mà chúng mày làm gì thế, bỏ tay ra. Lão giằng co được một chút thì lập tức nằm vật xuống sủi lơ, vì lúc này rượu cũng đã ngấm. Đám còn lại thì tiếp tục ăn uống, miệng không ngậm lại được vì ông thầy đã bị chơi cho một vố đau. Lão Bưởi lần đầu tiên được nhậu vui, thế nên là mãi đến tận chiều muộn chưa chịu về.
uống sẽ đến mức chẳng biết trời trăng gì nữa. Lão Bưởi ngồi tâm sự với Bột. Bột à, cái cuộc sống này nó vất vả quá, tôi tủi thân lắm. Chẳng biết bao lần muốn khóc mà chả khóc được. Không có gì đâu bác cố lên, đừng khóc, có cháu ở đây mà. Lão Bưởi bấy giờ mếu máo, tôi không kìm được nữa rồi, tao khóc đây, để cho tao khóc. Không, bác là đàn ông không được khóc. Nhưng mà tao khóc rồi đấy mày ạ, tao khóc thật rồi đây. Trong cái ánh mắt lừa đừ, thằng Bột không hề thấy từ trong mắt của lão Bưởi có giọt nước nào. Thế mà lão cứ bảo là mình đang khóc. Tuy nhiên ở dưới chân thì nó lại cảm thấy cái gì ấm ấm. Bột từ từ nhìn xuống thì hỡi ôi, nó nhận ra lão Bưởi đã đái cả ra quần, còn tràn xăng dính cả chân của hắn. Thằng Ôn Con lập tức rú lên, trời đất ơi, kinh quá. Kết quả là Bột phải đi lấy cho lão cái quần khác để thay tạm, chứ không thì khai ai mà chịu cho nổi. Cũng phải chờ cho lão tỉnh táo hơn thì mới dẫn về bên nhà. Khi Bột trở về, lão vầu tỉnh rượu và có thể nhận biết mọi thứ chung quanh. Xong lão đột nhiên cảm thấy trên người của thằng đệ có vương tà khí. Ủa đấy, chứ mày vừa đi đâu về mà trên người vương âm khí thế này? Thì nói sao, còn mới dẫn bác Bưởi về bác ấy say quá. Nghe xong thằng này tặc lưỡi, khiếp thôi, lão ấy uống say đến đái cả ra quần đó, báo hại con phải lấy cái quần của con cho lão mượn. Đột nhiên Bột nhớ ra gì đó, chạy thồng vào trong buồng lục túi của mấy cái túi quần còn lại. Ôi thưa bỏ mẹ rồi, mình bỏ tiền trong cái quần đó rồi. Lục hết cả tủ vẫn không thấy tiền được giấu ở đâu, thằng Bột phát hoảng liền chạy ra ngoài sân. Thầy ơi, tiền uống rượu của thầy cho mình ở trong cái quần mà con cho lão Bưởi mượn á, bây giờ biết sao đi thầy? Lão Vẩu đang suy nghĩ chuyện âm khí vướng trên người cửa Bột nghe vậy thì thay đổi thái độ. Lão bảo, cái gì? Mày nói là tiền tao với mày với thằng Sột hụt lại để mua rượu uống được à? Bột gật đầu. Lão Vẩu liền căng mắt hoang mang, trời đất ơi, bỏ mẹ, sao mày ngu thế hả Bột? Lão ấy mà biết đem qua đây trả, vợ con mày nó biết thì chích cả lũ. Vậy nên con mới hoảng đây. Bây giờ qua đó hỏi cũng không được, mà chờ bậc ấy đem trả không được, tiền đó mà bị lộ ốm đòn mất đấy sao bây giờ thầy? Còn sao chăng cái gì, kêu cả thằng Sột qua đó lèn vào nhà lão lấy cái quần đi. Chuyện về số tiền đó nhất định không được ai biết. Bột đồng ý. Vậy là đi muộn, cả ba tên dắt dìu nhau lèn qua nhà lão Bưởi để thực hiện phi vụ lấy lại cái quần mà có số tiền ba tên thó được của đám vợ. Đám ấy sợ rằng lão Bưởi sẽ biết trong túi của Bột có tiền lại đem sang trả, khiến con Miên phát hiện thì chỉ có nước tàn canh. Chuyện trực tiếp hỏi qua rồi lấy lại thì càng không được, vì mấy cái chuyện tiền bạc lúc say xỉn dễ mất lòng nhau. Nhà lão Bưởi vừa phất lên, giờ mà nói chuyện này có khi lại bị hiểu lầm là lão với hai thằng đệ tử dựng chuyện để đòi tiền thì chết. Chính vì vậy ba thằng mới giờ cái món thông thạo nhất, đó là đi ăn trộm. Tuy nhiên lần này ăn trộm lại cái quần của Bột. Nhảy qua hàng rào, lão Vẩu phân phó, thằng Bột vào bên trong đó lấy cái quần, tao và thằng Sột đứng ngoài canh chừng. Thế con thấy làm gì? Còn làm cái gì? Tao đứng đây canh cho, tầm nhìn tao rộng hơn, có gì tao ám hiệu, hỏi thế mắng hỏi. Bột tặc lưỡi xì sầm trong miệng, già rồi mà khôn thế nhỉ, chứ không phải đứng đó lỡ có biến là chạy nhanh nhất. Chạy xong thì nó cũng phải mau chóng hành động cho thật nhanh. Hai thằng liền nhanh chóng lèn vào trong nhà của lão Bưởi. Hai thằng lèn vào trong nhà thuận tiện, Bột bấy giờ thì thầm hỏi, giờ kiếm được ở đâu ha? Sột táng cho nó cái vào đầu rồi bảo, ở trong phòng chứ đâu, sao mà ngu thế, bây giờ lão ấy ngủ chỉ còn nằm trong phòng thôi. Ờ nhỉ, thế mà tao chả nghĩ ra. Thế là hai tên mò tới phòng của vợ chồng lão Bưởi, và hai cửa phòng lúc ấy không chốt. Bột ra hiệu cho đồng đội đứng canh chừng, có mình lẻn vào bên trong. Trong phòng vẫn sáng đèn, có lẽ lão đã say quá nên không thổi đèn đi. Tuy nhiên Bột mới nhận ra là lão Bưởi không có ở trong phòng. Còn lúc ấy thì lão Bưởi buồn tiểu nên ra ngoài để giải quyết, đến giờ mới trở lại. Thằng Dột đứng canh chừng mãi số mũi nên mất tập trung. Mà đến khi lão Bưởi đến gần thì nó chịp kỳ lèn vào trong góc tối, không kịp ra hiệu cho Bột ở bên trong. Bột nhận ra nguy hiểm định bỏ ra ngoài, nhưng chưa kịp thì lão Bưởi đẩy cửa đi vào. Vội vàng đứng nép qua một góc, tuy nhiên chưa kịp thì đã bị lão thấy. Bột biết là mình đã bị phát hiện cho nên đứng im, mắt đảo qua đảo lại tìm cách giải thích. Thôi thì cứ thành thật cũng được. Nhưng chưa kịp mở lời thì lão Bưởi đã nói, ủa sao hôm nay cái gương lại nằm ở đó nhỉ?
Lão vừa nói vừa tiến lại về mà chưa nhận ra việc thằng Bột đứng ở trong phòng. Nói đúng hơn thì lúc này lão còn say lắm, cho nên lão nghĩ cái dáng người đối diện chính là bản thân mình in ở trong gương lớn. Vừa bước tới vừa tự hỏi, ủa mình để cái gương bên này cơ mà, sao bây giờ nó lại ở đây? Thằng Bột nghe tới cái gương thì nó nhìn qua bên thấy đúng là trong phòng có cái gương lớn. Nó liền lập tức hiểu ra chuyện gì, lập tức ngậm miệng không giải thích nữa mà im lặng tiếp tục chờ hành động tiếp theo của lão. Lão Bưởi bước tới nhìn chăm chăm vào người của thằng Bột, hay chính xác hơn chính là bản thân của mình như lão đang nghĩ. Là cũng thấy có cái gì đó lạ lắm, nhưng sẽ quá không nhận ra miệng lầm bầm. Cái gương mình đã bỏ bên này rồi, còn lôi sang đây làm gì không biết, chắn cả lối đi vậy chứ. Bột hiểu ra lão Bưởi đang nhận nhầm mình với phản ánh ở trong cái gương, liền xuôi theo chiều gió. Bà Trưng y hệt hành động của lão. Lão Bưởi nghiêng người qua bên phải, Bột lập tức nghiêng người qua. Nhưng sẽ ở chỗ là cả hai người đứng đối diện với nhau, đâm ra lệnh ngược chiều, thằng Ôn còn phải vội vàng chỉnh lại. Lão Bưởi tiếp tục nghiêng sang trái, Bột cũng nghiêng sang trái. Nhưng bất ngờ lão ấy đứng thẳng lại, khiến cho nó mất đà suýt nữa thì lộ. Lão lẩm bẩm, ủa thì sao cái gương hôm nay nó lạ thế, nhìn cứ không đúng cho lắm, hay là do mình say quá? Bột nước nước bọt vì nghĩ rằng lão ấy đã phát hiện. Lão cứ sát mặt vào khiến cho Bột càng thêm hoảng. Giọng của lão vang lên thắc mắc, cái gương gì mà kỳ cục thế, bình thường mình đẹp trai lắm có đến nỗi nào đâu, sao bây giờ xấu thế nhỉ, xấu hơn cả cái thằng Chi Phèo nữa. Bột càng nghe càng tức, chỉ định chửi cho lão một trận việc cái tội chơi mình. May mà vẫn nhớ và nhịn được. Là bởi thấy hình ảnh của mình trong gương xấu quá nên chẳng thèm ngó ngàng gì thêm. Quay người qua định trở lại giường ngủ tiếp thì tự nhiên lại lộn bên, và vô tình lão thấy cái gương lớn trước mặt. Ồ, sao bây giờ nó lại nằm ở đây? Tuy say lắm nhưng lão vẫn thắc mắc. Thằng Bồn đứng đó phát hoảng, bắt vội vàng bắt chước hành động của lão cho giống với hình ảnh phản chiếu. Lão lại bây giờ ồ lên, ồ bên này cũng có nữa, hay thật nhỉ. Lão cứ như vậy liên tục quay qua quay lại xem thực có là cái gương có thể tự di chuyển hay không. Tuy nhiên sau ba lần như vậy chẳng thấy cái gương kia đâu, vì một lúc này đã cúi rạp xuống nằm bệt trên nền nhà rồi bò ra, miệng liên tục niệm, không thấy không thấy, ông ta không thấy mình, mình không thấy người ta, cũng không thấy mình, còn nằm mô a di đà phật. Lá Bưởi dò xét một hồi thấy cái gương đã đứng im không thể di chuyển nên cũng cười trừ rồi quay người bỏ về giường nằm thở phì phò. Mùi rượu bốc lên nồng nặc, có lẽ vì vậy trong phòng chỉ có một mình lão mà thôi. Bà Bưởi chắc không nhịn được nữa nên bỏ qua phòng khác để ngủ. Bộ thế an toàn đứng dậy thở phào, sao nó nhận ra lão Bưởi vẫn còn mặc cái quần của nó chứ chưa thay. Bộ rón rén tiến lại gần rồi lòn tay vào trong túi quần, vừa chạm được mấy tờ tiền bên trong thằng Ôn còn mừng lắm. Toàn rút chúng ra thì đột nhiên bàn tay của lão già túm mạnh kéo, Bột mất đá liền chồm dậy. Lão Bưởi bấy giờ thì thào, ôi bà ơi, lâu lắm rồi không được ôm bà thế này, tôi nhớ quá. Lão nhắm tịt mắt bắt đầu lòn tay qua người của Bột ôm chặt, khiến cho thằng mất dậy phát hoảng nhưng không dám kêu gào, chỉ có thể nhỏ giọng mà chửi, thiệt sự cái lão này làm cái trò gì thế, tôi có phải vợ ông đâu. Lão Bưởi thì vẫn cất cái giọng xoay mềm lên mà nói, ôi vợ yêu, anh kiếm được nhiều tiền rồi, vợ thưởng cho anh nha. Bộ nhận ra điểm chẳng lành vội vàng giật ra, rút vội số tiền trong túi quần rồi bỏ chạy ra ngoài. Bà tiền thoát khỏi nhà lão Bưởi một đoạn thì mới điểm tĩnh bước đi, rồi bấy giờ liền thắc mắc. Ủa Bột, nãy ê vợ chồng làm cái gì mà trong đó tao nghe có tiếng chùn chụt, cứ như người ta đang hôn nhau đấy nhỉ. Hôn cái khỉ đó. Lão ấy say tưởng tao là vợ lão túm lại, chụp má tao mà giờ trò, hay là tao thoát được chứ không mất cả đời trai. Xuân đền hỏi đều, chứ không phải đời trai của mày bị con Miên nó lấy. Mày câm mồm đi, vớ va vớ vẩn. Lão Vầu từ nãy đến giờ im lặng, giờ mới nhìn Bột bằng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Thằng Bột, lúc nãy mày vào đó có nhận thấy điểm gì khác không? Gì là gì hả thầy? Lúc nãy suýt nữa bị phát hiện tới mấy lần, con muốn đứng tim, sao mà để ý được chứ? Dứt lời Bột sừng nhớ ra điều gì bèn nói, à mà cũng có đó, đây là cái gương ở trong phòng, cái gương lớn dữ lắm, bằng cả cái cửa nhà con chứ chả đùa. Một cái gương lớn, nói tao nghe hình thù nó thế nào? Thì nó to bằng cả cái cửa nhà,
Không làm bằng gỗ, họa tiết tỉ mỉ lắm. Ở dưới cây gương trên đỉnh còn có một viên đá nữa thì phải. Con nhìn lướt một lúc cho nên con không có nhớ rõ. Có chuyện gì sao thầy? Lão Vẩu nghiến răng rồi bảo. Bảo sao mà nhà ấy lại có vẻ phất lên nhanh vậy? Hóa ra là nhờ vào cái gương phong thủy. Gương phong thủy là sao thầy? Sột hỏi lão Điền đáp. Đúng như cái tên của nó, đây là một cái gương tác dụng cải thiện phong thủy trong nhà. Ngày làm ăn buôn bán họ coi trọng phong thủy, nhưng mà cái gương như mày miêu tả nó có là một thứ không gì tốt đẹp cả. Bảo sao mà trên người mày bây giờ âm khí nhiều vậy? Bột và Sồn hoang mang lắm. Một thằng liền bảo. Vậy là cái nhà đó đưa gương phong thủy về, vì vậy nên trong nhà mới có âm khí hả thầy? Đúng. Nếu mà ta không nhầm thì là như vậy. Theo ta biết loại gương này đừng nhuốm máu của một người con gái vừa đúng 17 tuổi, mang mệnh thuần dương. Điều đó chứng tỏ oán khí rất nặng. Dưới sự chấn áp của thầy phong thủy hay là thầy bùa, cái gương mang tới một điều tốt đẹp cho gia chủ. Nhưng mà nếu phạm phải điều cấm kỵ chắc chắn gặp đại họa. Cấm kỵ là điều gì vậy thầy? Lão liền kể ra. Không được tiểu tiện hay làm cho cái gương dính phải thứ xu uế bẩn thỉu. Không được đập vỡ nó khi chưa được phép. Không được chỉ tay vào nó và chửi. Và không được soi quá thời gian một nén nhang. Bột bây giờ nhìn lão dè dặt. Thầy cho con hỏi câu ngu nhá. Mày hỏi đi, mày hỏi câu não ngu cả mà. Bột lầu bầu chửi xong rồi lại tiếp. Nếu mình giả vờ là cái gương ấy thì có sao không thầy? Lão không hiểu thằng Ôn con nói gì, bột bĩu môi. À, thì con có lý do con mới hỏi vậy, chắc là không sao đâu thầy nhỉ. Cái này để hên xui, ta cũng không biết. À, mà trên đời làm gì có ai giả làm cái gương bao giờ, chỉ cái bọn dở hơi nó làm vậy thôi. Lão vừa nói xong quay sang nhìn bột sột. Thằng bắt dậy liền gật đầu. Thầy nói chi phải, chỉ có mấy thằng điên mới đi giả làm cái gương thôi. Bột bị kháy đều nhưng mà không dám chửi, nó lại hỏi. Thì thầy có giúp bác ấy không? Có, giúp thì nhất định phải giúp. Nhưng mà phải chờ người ta tìm tới mình, chứ không sang đó ông ấy biết mình lẻn vào trong nhà thì sao? Yên tâm đi, nếu đã biết rồi thì ta không để cho ai xảy ra chuyện gì đâu. Một ngày nữa lại trôi qua, lão Bưởi hôm nay vẫn ở nhà với vợ chứ không đi đâu. Khi đó là vào khoảng 11 giờ khuya, hai ông bà nằm trong phòng chuẩn bị đi ngủ. Thoáng một chút sau thì lão Bưởi cũng dần rơi vào trạng thái mê man. Nhưng rồi ông ta nhăn mặt mấy lần, về trong phòng có âm thanh kỳ lạ. Đây là tiếng như ai đó đang ngồi chải tóc. Tiếng ma sát đều đặn lọt vào trong hai lỗ tai, làm cho bà Bưởi từ từ tỉnh lại. Mẹ nó, là cái chó gì thế? Lão lầm bầm chửi. Tuy nhiên cái âm thanh đó vẫn không dừng lại. Có khó chịu cho nên ngẩng đầu dậy đi chung quanh. Lão Bưởi bất ngờ phát hiện ra căn phòng được thắp đèn sáng trưng, và có ai đó đang ngồi ở phía đằng kia. Kiểm tra mất vài giây thì lão biết người đó chính là bà Bưởi. Thế nhưng không biết bà ta đang làm gì ở trong này. Bây giờ lại nhìn lại thì mới biết là vợ của mình đang ngồi chải tóc. Khuya này rồi còn không đi ngủ, ngồi đó chải tóc chứ. Ngựa thì cũng ngựa vừa vừa thôi. Bà Bưởi vẫn ngồi đối diện với cái gương, tay từ từ chải mấy lọn tóc, miệng ngân nga hát gì đó mà chỉ mình bà nghe vậy. Em đẹp lắm, em đẹp không cần son phấn. Em là cô gái đẹp nhất. Thế vợ hành động kỳ quặc, lão Bưởi ngồi dậy rồi ngáp bảo. Bà cứ thôi ngay đi không? Nửa đêm còn ngồi chải tóc nhìn cây chết đi được. Vẫn không thấy bà có phản ứng gì, lão có chịu đứng dậy rồi bước tới. Này, bà không nghe thấy tôi nói cái gì hả? Làm cái trò gì vậy? Lại đi ngủ xem nào. Bấy giờ hành động của vợ mới khiến cho lão cảm thấy chột dạ, sắc mặt liền tái đi. Bà Bưởi bấy giờ từ từ quay mặt lại nhìn lão, miệng nở một nụ cười kỳ dị rồi bảo. Ông thấy tôi có đẹp không? Lão Bưởi nghe vậy thì đáp một cách không tự chủ. Đẹp chứ. À mà hỏi cái gì vậy? Nửa đêm không ngủ còn đẹp với xấu. Dẹp ngay cái chó ấy, tôi không đùa đâu. Bà Bưởi im lặng ngẩng đầu nhìn chăm chăm. Lão Bưởi càng ngày càng chột dạ, mắt đảo quanh vì không dám nhìn thẳng vào người vợ nữa. Vô tình liếc nhìn vào trong gương và thấy trong đó là một hình ảnh còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Lão Bưởi bước lùi lại mắt mở lớn, cố gắng nhìn cho rõ xem có sai hay không. Và đúng như lão nghĩ, bề trong đó hiện lên hình ảnh phản chiếu của hai người. Một chính là lão và còn lại là bà vợ. Nhưng cái đáng sợ chính là gương mặt của bà Bưởi vẫn chĩa về phía gương, chứ không quay ra như đằng sau như bình thường, mặc dù bà đã quay mặt về phía bên này.
Nói chính xác hơn thì hình ảnh phản chiếu của bà Bưởi vẫn giữ nguyên tư thế nhìn vào trong gương, miệng nhoẻn miệng cười, miệng mà lớn như là muốn toác ra hai bên cực kỳ đáng sợ. Lá Bưởi chỉ kịp nhận ra đến đó thì bấy giờ hét lớn: "Ma, trời đất ơi, cô ma!" Xong lão vội vàng lao ra khỏi phòng, bỏ ra bên ngoài. Cả đêm hôm ấy không dám ngủ, lão thức mãi cho đến sáng liền chạy đến phố huyện để tìm hỏi cho ra lẽ. Tuy nhiên người bán chỉ bảo: "Tôi không biết, chắc tôi đã dặn không nghe thì bây giờ tự chịu, tôi chỉ là người bán, tôi không biết gì cả." Không còn cách nào khác, lão đành chạy qua nhà thầy Vẩu. "Thầy ơi, thầy giúp nhà con, nhà con gặp ma, vợ con giờ cứ tôi đến là ngồi trước gương chải tóc, rồi cả mấy thứ đáng sợ lắm." Lão Vẩu không chần chừ: "Được rồi, ông cứ về trước, tôi với hai thằng đệ tử không sớm thì muộn sẽ qua." "À, thầy cố gắng qua sớm, con cảm ơn thầy." "Cứ về trước đi, không sớm thì muộn tôi qua, cứ an tâm." Đúng tối hôm đó, thầy lão Vẩu cũng hai thầy trò chuẩn bị đầy đủ và sang nhà lão Bưởi. "Cuối cùng thầy cũng qua, con chờ thầy mãi." "Cái gương đâu?" Chưa để chủ nhà trả lời, lão Vẩu tiến thẳng vào bên trong phòng của hai vợ chồng. Đi một đoạn, lão thấy mình sai sai nên vội quay lại: "À chết lộn, ông còn chưa nói mà nhỉ, à tôi quên." Lão Bưởi bấy giờ sượng chân điền đáp: "Vâng, cái gương con để trong phòng ngủ, tại lúc mua người ta bảo để ở chỗ nào thường có người ở đó, nên con nghĩ đặt ra trong đó là hợp lý." Lão Vẩu bấy giờ liền ổ lên, nhưng nét mặt vẫn không tự nhiên cho lắm: À, hóa ra là như vậy hả? Thế tôi xin phép vào bên trong đó nha." Phía sau lưng, hai thằng ôn con nhìn ông thầy bằng một ánh mắt đánh giá, một thì thầm với sột: "Khiếp, biết tổng cái gương ở đó là còn bày đặt, diễn thì cũng phải diễn cho đạt chứ, làm cái gì khó coi quá." Sột bấy giờ liền tặc lưỡi: "Chỉ có hù mình là giỏi thôi, lúc chiều suýt nữa thì tao đè cái con đâm binh ra hôn rồi, hên là kịp tỉnh lại, không thì con thị nó thấy là mất mặt chết." Nói rồi hai thằng đi theo vào bên trong. Kiểu lúc đó bà Bưởi đang ngồi chải tóc, sợ thấy vậy thì liền khen: "Khiếp, bác Bưởi có tiền mua cho vợ cái gương oách vậy chứ, chải tóc mãi không thấy chán." Lão Bưởi cười khổ, lão Vẩu lại gắt: "Mày câm mẹ mày mồm đi, bấy đang bị ma nó ám đó." Lão Bưởi nghe vậy thì liền hoang mang: "Vậy là cái gương ma thật hả thầy?" "Là quỷ chứ ma cái gì, máu được dùng để nhúng cái gương là một cô gái trẻ chết vô cùng ai oán hóa quỷ, nhông lại giữ cái thứ này về đây để ngay trong phòng ngủ, chẳng mấy chốc mà bị nó rút hết sinh khí, chết bất đắc kỳ tử." "Trời đất, thế mà nó bảo là cái này chỉ mang đến điều tốt thôi, không phạm vào điều kiêng kỵ." "Phạm là đã có điều kiêng kỵ, khi phạm vào nhất định mang tiếng hậu quả, ông phải biết suy nghĩ cho kỹ chứ." "Dạ vâng, là lỗi của con." "Thôi được, việc này cũng chưa quá muộn, phải mau chóng phá cái gương này đi thì mới được." "Phá hả thầy? Nhưng họ bảo cái gương này tuyệt đối không được phá." "An tâm đi, trước khi phá nó tôi sẽ khiến cho cái thứ trong đó không có cơ hội phản kháng hay trả thù." Nói xong thì lão ra hiệu cho Bột và Sột. Hai thằng bay lấy trong túi ra cuộn chỉ đỏ mà tao mang theo, trước tiên dùng nó trói tay chân của bà ấy lại, sẽ đã quấn đúng một trong vòng quanh cái gương, mau lên. Bột và Sột nghe theo, tưởng việc này sẽ nhẹ nhàng, nhưng nghĩ cứ cầm lấy tay của bà Bưởi trói lại thì bà ta lại giật giật. Sột đành nói: "Mày giữ chặt tay bà ấy đi, để ta trói lại cho." Bột gật đầu dùng hai tay tóm tay của bà Bưởi lại. Sột lập tức vòng sợi dây rồi cố gắng quấn thật nhanh. Thế nhưng bà Bưởi vẫn ra sức phản kháng, giật tới giật lui. Sột khó khăn lắm mới trói được bàn tay ấy, miệng suýt xoa: "Khiếp, chưa tưởng dễ ăn khó thật đấy, nhưng mà cuối cùng cũng xong rồi." Thằng ôn con liền ra hiệu cho Bột tiếp tục công việc tiếp theo, tức là quấn một trong vòng chung quanh cái gương. Nhưng khi mà thằng Bột định bỏ tay bà Bưởi ra thì nó hoảng sợ, vì được bàn tay mà thằng Đần kia trói được từ nãy đến giờ là tay của nó. Còn tay của bà Bưởi thì vẫn tự do bình thường. "Ơ trời đất, sao mày trói tao thế này hả thằng chó?" "Ơ xin lỗi bạn, trói nhầm." Bà Bưởi bấy giờ cất giọng ồm ồm, ánh mắt lạnh lùng, miệng cười đều: "Hai cái thằng ngu, cho mày làm tao thất vọng quá." Bên kia lão Vẩu là một lần nữa tự vả vào mặt của mình cái đắng nói: "Tổ cha hai cái thằng khốn, mất mặt chết đi được, mau trói bới lại nhanh lên." Và thế là một thằng giờ phải tự trói bà Bưởi lại. Thằng kia thì cố gắng tháo đống chỉ đỏ,
Thế mà thằng mất dạy kia nó cột chặt quá, buộc tháo mãi không được. Tiệt sư nhà nó chứ, cột cái gì mà chặt thế. Phải mất thêm một thời gian khá lâu, bột và sột mới làm xong. Lão Vẩu nhận ra bà Bưởi ngồi im chứ không bỏ chạy, bởi vì dương khí của bà đã bị thứ ma quỷ bên trong rút đi rất nhiều. Thành ra là nó cũng không thể điều khiển cơ thể này bỏ chạy được. Lão Vẩu cười đắc chí. Mẹ cái thứ ma quỷ mất dạy, mày không chạy được nữa chứ gì, vậy thì cứ ở yên đó chịu chết đi. Bà Bưởi bấy giờ gầm gừ trong miệng, mắt lừ lừ nhìn lão Vẩu tỏ ra vô cùng giận dữ. Thứ tà ma nhập vào người của bà cố gắng điều khiển cơ thể để lao tới tấn công, nhưng lập tức bị sợi chỉ đỏ nối liền gương kéo ngược lại. Lão Vẩu bấy giờ lầm nhầm đập chú trong miệng, khiến cho đôi mắt của bà Bưởi liên tục thay đổi. Cơ thể của bà liên tục vặn vẹo, có lúc ẩn hiện mấy người chung quanh còn nhìn thấy một cái bóng đen muốn thoát ra khỏi người, nhưng lại bị kéo vào bên trong. Lão Vẩu điền quát. Mày muốn chạy, đừng có mơ, ngoan ngoãn vẫn còn cơ hội siêu sinh. Còn phản kháng thì đừng có trách. Đối với con quỷ bị yểm vào trong chiếc gương, cả đối diện chỉ là một lão thầy pháp cực cao tay. Và nó chỉ nghĩ người này không tha cho mình vì đã rút đi nhiều dương khí của người phụ nữ kia. Nó liên tục phản kháng. Và thế là nó cố gắng dùng miệng để cắn đứt sợi chỉ đỏ đang trói tay của mình. Nhưng mà hít động vào nó thì lại đau đớn gào lên, âm thanh như xé toạc cả ngôi nhà. Lão Vẩu bấy giờ ra hiệu. Mau cản bà ta lại, không cho bà ta thoát khỏi sự trói buộc. Bọn hiểu ý lao tới cản, nó giằng lấy tay của bà Bưởi. Bà ta lập tức chuyển hướng cắn vào tay của nó một cái, khiến bột la lên thất thanh. Trời đất ơi, chết tôi rồi, đau chết mất thôi. Rồi cũng lao tiếp vào, nhưng mà chỉ cần động vào người bà ta thì liền bật ngược ra đằng sau. Lao vào nhận ra điểm không đúng, dường như trong hai thằng không có đứa nào có thể chạm vào người của bà Bưởi lúc này. Tuy nhiên lại để ý lão Bưởi dù đang bị ma nhập, và của lão vẫn nhìn chồng bằng một ánh mắt nhẹ nhàng và có phần cầu cứu. Lão liền nói, ông mau vào ngăn vợ lại đi, chỉ có ông mới làm được điều đó, giữ bái thật chặt. Lão Bưởi sợ lắm nhưng vì muốn cứu vợ lập tức gật đầu rồi lao tới giằng co. Cả hai vật xuống nền nhà, chân tay quẫy đạp vì ai cũng muốn chiếm lợi thế, đạp luôn cả cái ghế bay qua một bên. Thế mọi việc có thể lo liệu, lão Vẩu vẫn tiếp tục cố gắng bắt ấn, sai thằng bột liên tục ném gạo nếp về phía hai người kia. Con quỷ đang phải ra sức gắng giằng co lại bị tấn công thì càng đau đớn. Nó không chịu được nữa mà muốn thoát ra người bà Bưởi để bỏ chạy. Tuy nhiên hễ cứ trồi ra thì lại bị chỉ đỏ kéo ngược lại. Cách duy nhất để nó thoát khỏi cơn đau đớn đó chỉ có thể đi theo sợi chỉ nối với cái gương, có đồng nghĩa với việc hoàn toàn bị tiêu diệt. Cơn đau do bị một cây roi vô hình của lão Vẩu gọi tới, và cả kiệt sức tùy phải giằng co với lão Bưởi, con quỷ cuối cùng phải chấp nhận đầu hàng, thoát theo sợi chỉ và quay về phía cái gương. Lão Bưởi cảm thấy vợ mình không còn kháng cự nên có phần nới lỏng, song lão Vẩu bây giờ vội nhắc, giữ chặt đi, không được chủ quan. Nghe vậy lão Bưởi tiếp tục dồn sức đủ để giữ lấy người vợ và không làm bà Bưởi bị đau. Lão Vẩu bấy giờ lấy ra lá bùa khác, đốt cháy nó rồi ném về cái gương. Ngọn lửa lóe lên sáng rực nghiêng về phía bên đó. Từ trong gương một bóng đen từ từ trồi ra ngoài. Cái gương rung lên bần bật. Mãi cho đến khi bóng đen thoát ra ngoài thì mới đứng yên trở lại. Lão nói với thằng bột, mày quấn chỉ vào tay, mau lên. Bột làm theo, quấn đến kín cả bàn tay rồi chờ đợi ông thầy ra hiệu. Lão chờ cho cái bóng mà bị hút hẳn vào trong ống tre mà mình đem theo rồi mới hét lớn, thằng bột, phá cái gương mau lên, đánh mạnh vào nó cho nó vỡ ra là được. Bỏ theo lão lâu năm nên hết sức an tâm, mặc dù việc sắp làm có chút nguy hiểm. Tuy nhiên nó tin rằng lão sẽ không để cho mình bị thương như vậy. Bỏ lao tới lấy đà rồi vung tay cột chỉ đỏ đấm thật mạnh vào giữa mặt của cái gương, miệng là lớn, mày hả Bưởi. Tưởng mọi chuyện thuận lợi thế quái nào mà lão Bưởi đang giữ chặt vợ nghe nhắc đến tên của mình thì lại thò mặt ra rồi đáp, ờ ta Bưởi đây, có gì không? Kết quả thì không ai nói cũng biết, thay vì đấm vỡ cái gương thì nơi mà nắm đấm của bột tìm tới là giữa mặt của lão Bưởi. Lão lập tức trợn mắt sụi lơ, bột thì rụt tay lại, miệng rụt rè, ôi rồi cháu xin lỗi, tự nhiên thò cái mặt ra làm gì chứ, nhiều chuyện thế, thằng bột mau lên. Tiếng thức dùng của lão Vẩu đằng sau làm cho bột vội vàng chỉnh đốn lại tư thế, lấy hết sức rồi đấm mạnh vào cái gương.
Tiếng vỡ nát vang lên cùng lúc bà Bưởi mở mắt ra ngồi dậy, ánh mắt mơ hồ không biết chuyện gì xảy ra. Bà Bưởi thấy chồng của mình sủi lơ, chung quanh còn có mấy bóng người, chưa kịp nhận ra ai thì tưởng hai vợ chồng bị cướp lao vào nhà tấn công, miệng liền la lớn: "Có cướp, bơ lặng nước ơi, có cướp." Dân làng phòng sống tình cảm tối lửa tắt đèn, ngay trong làng có nhà báo cướp thì lập tức cầm chổi cầm cuốc lao tới, dí cho lão vào và hai thằng đệ tử chạy mấy vòng mới thoát nạn. Dân làng cười khổ gãi đầu vì nãy giờ hăng quá không nhận ra ai. Bà Bưởi cúi đầu ngại ngùng xin lỗi: "Ôi chết, con tưởng nhà bị cướp, lại còn tưởng là họ cướp xác của con, cho nên..." Lão vào và hai thằng ôn con nghe vậy suýt nữa nôn tại chỗ. Không cần biết lúc trẻ bà xinh đẹp thế nào, nhưng bây giờ đã có tuổi lại còn ảo tưởng như vậy. Trên đường về, lão vầu nói với hai thằng: "Khiếp thật, cái con mẹ ấy tưởng chúng mình cướp xác mới ghê, tao ớn cả người. Cứ vậy thằng ngủ viêm binh còn hơn chúng mày nhở?" Bọn liền tặc lưỡi gật đầu: "Vâng, thầy nói đúng, khiếp thật đó, thà như thầy nói còn hơn đó." Lão vầu nhìn bột cười đều: "À, thế là mày đồng ý hả? Vậy đêm nay tao cho mày ngủ viêm binh nhá." "À không thầy, thầy tha cho con đi, con chỉ ngủ với vợ và con của con thôi, thì đừng có bà làm vậy nha." Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.